chiến của chúng tôi đã kéo dài hàng ngàn năm, nhưng trước khi trở thành kẻ thù, chúng tôi từng là anh em. Ê, mắt mũ để đâu vậy? Đi nói gì nữa, cục sát không biến hình được thì cô chạy đằng trời. Ê, Rác Quyền. Bỏ đi. Nhưng ngón tay tôi biến hình dữ lắm à. Giỏi thì đoán đi. Cứ đây tôi. Nếu ông bảo vệ tôi hứa sẽ bảo vệ ông. Để tôi giới thiệu nha, tôi là Bi, đây là Elita, còn đây là Steve. Mấy bạn có nói chuyện lại không? Đồ giả mà nói vậy bà. Steve. Cái này là gì vậy? Đang gửi tọa độ của vị trí quyết tâm. Đây là SOS cầu cứu trên mặt đất. Tiếc cả ơi. Giờ chính là lúc cho họ biết tụi mình không phải tầm thường. Cái hang có răng nanh kìa, chắc cũng không ghê lắm ha. Chắc tôi phải bớt nói chuyện lại với anh. Lạy đấng Primus, các cậu có sức mạnh, hãy nhận lấy bánh răng và khai phá toàn bộ tiềm năng của bản thân. Giờ ta có thể biến hình rồi. Rồi cái này sàn sao trời? Đồng tôi. Cách để sử dụng sức mạnh đó như thế nào tùy thuộc vào các cậu. Ta sẽ lên đường. Cái gì? Lớn lên. Biến hình rồi lên đường nào. Tôi muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Ông nói đúng, chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Chắc chỉ mình tôi thấy, anh ta thay đổi rồi. Dạ, tôi cũng nhìn thấy chuyện đó chứ. Ai cũng thấy chuyện đó hết trơn. Chuyện gì đã xảy ra với bạn tôi vậy? Hãy rút dây! Toàn bộ đứa này! Phải ngăn anh ta lại! Decepticon! Đứng lên! Chỉnh đám mâu! Cán lên! Quá đã! Chờ đi sẽ còn đã hơn. Giờ chính là lúc để chúng ta đứng lên! Tất cả đồng tâm như một! Sao bịt miệng cậu ấy vậy? Cái miệng hắn tia lìa không ngừng. Nhưng hồi nãy tụi tôi bất tỉnh mà. Lúc bất tỉnh miệng hắn còn hợp cả cái bộ xe. Tôi đã nói dán chưa chặt mà thấy chưa?